Sài Gòn này cả nhà mình thấy bây giờ cái tàn túa nó xum xê như thế này nè. Này mà một cặp thôi là lấy bo ngon lành ha. Cái hàng này thì 80.000 cây, 3 cây sẽ ship và 5 cây bao phí ship ha. Tàn túa xum xê, còn tất cả các hàng còn lại thì nó là 40.000 đồng cây. Đó. Cả nhà mình thấy siêu bông Sài Gòn này thì giờ mình về mình lấy bo là ngon lành nè. Đó. Gốc đế thì ngon lành, nó muốn liền cốt hết đây. Củ đế bự bự không ha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại vườn mai của cô Út em tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để tiếp tục quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một số cây mai tại vườn ha. Thì cũng rất là cảm ơn cả nhà mình hôm clip rồi đã ủng hộ bên nhà vườn rất là nhiều, cũng mua được cho cô Út một số ha. Thì hôm nay cũng mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn như những cái clip trước ha cả nhà. Thì do ở hoàn cảnh của cô Út thì thấy cũng khó khăn nên cứ em cứ lên giúp cô Út liên tục ha, tục ha, để quay mình cho cô Út bán trang trải hàng ngày cả nhà. Cô chú anh chị mình xem trên kênh em thường thì cũng thấy ha. Thì hôm đó nay là quay của vườn cô Út nhiều nhất, tại em thời gian rảnh rỗi nó ít lắm, nhưng mà cô Út cứ điện là em chạy tới liền để quay cho cô Út bán được nhiều hay nhiều. Thì giờ cũng không để cả nhà mình chờ lâu, thì em tiếp tục vào quay những cái mẫu cây trên vườn để chúng ta giao lưu với nhà vườn ha. Thì rồi thì hôm nay bên nhà vườn mình cũng tiếp tục giao lưu với chúng ta những cái giống như thường lệ ha. Thì đầu tiên thì bên nhà vườn sẽ giao lưu với chúng ta cái giống cúc thọ hương nè. Đây thì một trong những cái giống rất quen thuộc với chúng ta, cái giá rất là nới luôn. Cây như thế này chỉ có 150.000 đồng một cây luôn. Tàn túa xum xuê cả nhà mình thấy không? Tàn như vậy nè, chỉ có 150 một cây thôi. Giá này thì rất là dễ chơi ha. Thì ở đây bên nhà vườn mình á, thọ hương cái giá từ 150 tới 250 ha. 250 thì gốc to hơn, to bự xum xuê luôn. Thì 250 một cây như thế này á. Đây, gốc đẹp như thế này nè. Thì 250 nè, ôi củ đẹp quá trời cả nhà. Như vậy là 250 một cây nè, cả nhà mình thấy ha. Thì hai cây sẽ ship và bao phí ship cho ông ta luôn. Nhiều cây đẹp lắm, trong cái lô này nhiều cây đẹp lắm. Ôi trời, mới trồng xanh này, mới lên xíu mà trời mưa chuyển âm u luôn ha. Cả nhà mình gắng xem giúp em ha. Đây, những cây lớn vậy thì 250 nè. Ôi cái chậu kinh không nổi luôn nè, cả nhà mình thấy. Bự chảng như thế này nè, là 250.000 đồng một cây. Nhà vườn thì hai cây nhà vườn sẽ ship và bao phí ship chúng ta luôn nè. Tàn túa thì khủng hoảng như thế này nè, ginh thì một tay là ginh muốn không xiết á. Cúc thọ hương á thì nó một trong những dòng rất là mạnh luôn, phát triển cực kỳ mạnh luôn. Thì ở khu này thì gồm có cúc thọ hương giá từ 150 tới 250 một cây, từ hai cây sẽ ship và bao phí ship ha. Thì bên cạnh đó thì nhà vườn mình có còn một số cây mai tàn nè, giao lưu chúng ta giá 1 triệu một cây, bao phí ship cho ông ta luôn. Thì hoành nó từ 20 tới 22 á nha, 20 tới 22. Thì cái lô này thì bông nó cũng khá nha cả nhà. Này giờ thì nó héo rồi, nhưng để quay cho cả nhà xem 1 2 3 4 5 6 7 bông. Thì cái lô này thì bông nhiều cánh không à. Rồi lúc này thì đầu mùa mưa chúng ta có thể đem về trồng, hoặc là chúng ta để chậu chúng ta nuôi tết luôn cũng được. Ồ, chuyển mưa quá trời. Đang quay cái mưa quá trời cả nha. Nãy giờ đợi cả mấy tiếng đồng hồ. Mưa quá trời. Quay tranh thủ quay để tối nay kịp đăng cho cô Út luôn ha. Giờ cũng đang dầm mưa nè cả nha. Thì kế tiếp đó thì bên nhà vườn mình còn một số cây siêu bông Sài Gòn ha. Thì nó cái giá nó từ 200 tới 400 ha cả nhà, 200 tới 400 ngàn cây, nó dạng như vậy nè. Thì cả nhà mình về lấy bo cũng được rồi. Này giờ bo nó cũng cứng rồi. Lấy bo được thì ok hết rồi. Gốc cũng cứng mạnh lắm ha. Rồi thì em qua đây em quay một số giống xả. Thì bên này thì bên nhà vườn mình còn số Thủ Đức nè. Thủ Đức này thì bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta giá 25.000 đồng một cây ha. Thì 10 cây sẽ ship và tặng một cây, 15 cây thì bao phí ship hết cả nhà. Còn khúm này thôi. Thì cả nhà mình ví dụ như có lấy được hết đi, lấy hết thì nói bên nhà vườn của cô Út bác bớt lại chúng ta ha, bán cái giá nới lại để mình đem về mình trồng, cây đầu mùa mưa thì trồng cũng ok ha. Rồi bên này thì cái hàng
bên này thì còn hàng cúc Tây Thi nè, cúc VIP nè. Thì bên này thì 30.000 đồng cây, thì 10 cây sẽ ship và 15 cây bao phí ship ha. Và 10 cây tặng 1 cây ha cả nhà. Hàng này thì hàng cứng cáp mạnh rất là ngon luôn. Này như này thì cúc VIP nè. Này cúc Tư Long nè. Đọt đỏ đỏ thì cúc Tây Thi ha. Như đây thì cúc Tây Thi nè. Thì tất cả đều được xử lý đế hết cả nhà, xử lý đế hết. 30.000 đồng cây. Cả nhà mình có mua được thì ở đâu cũng vậy, hay mua ủng hộ giùm nhà vườn con Út ha. Rồi bắt đầu em lên ấn trước, bắt đầu em quay chiếc này là giảm giá sale cực mạnh cho cả nhà mình luôn. Để bán bớt cái hàng cho con Út ha. Rồi thì hôm nay bên nhà vườn của con Út là bắt đầu là quay bán, coi như là dọn vườn ha. Tất cả những cây thùm lùm bự chảng mai giống này là bên nhà vườn mình bán chỉ có 40.000 đồng một cây thôi. 15 cây sẽ ship và 10 cây bao phí ship cho ông ta ha. Cây tàn túa xum xê như thế này đây, cây bự to này nè, thì nó là 40.000 ha. Và chỉ có cái siêu bông Sài Gòn thôi. Siêu bông Sài Gòn thì vẫn là 80.000 một cây nha cả nhà. Siêu bông Sài Gòn vẫn là 80.000 cây. Và siêu bông Sài Gòn này cả nhà mình thấy bây giờ cái tàn túa nó xum xê như thế này nè. Này mà một cặp thôi là lấy bo ngon lành ha. Cái hàng này thì 80.000 cây, 3 cây sẽ ship và 5 cây bao phí ship ha. Tàn túa xum xê, còn tất cả các hàng còn lại thì nó là 40.000 đồng cây. Đó. Cả nhà mình thấy siêu bông Sài Gòn này thì giờ mình về mình lấy bo là ngon lành nè. Đó. Gốc đế thì ngon lành, nó muốn liền cốt hết đây. Củ đế bự bự không ha. Đó, nó cao đây 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi thì còn cúc Thọ Hương Cẩm Thạch đó thì cũng vẫn là 70.000 cây ha nha cả nhà. Cũng còn số ít mà cái lô này thì gốc đế đẹp không à. Gốc đế đẹp ha. Và cái phần còn lại là bên nhà vườn mình coi như là sale giảm giá là còn 40.000 cây thôi. Như Thọ Hương cả nhà mình thấy cây bự chảng như thế này đây, tàn túa xum xê nè. Thì tất cả các giống đều 40.000, thì cả nhà mình không nhất thiết phải lấy một loại là 10 cây hoặc là loại 5 cây, cả nhà mình lấy một loại một cây ha. Ví dụ như cúc Thọ Hương nè, cúc Tư Long nè, cúc Công Nhị nè, cúc VIP, rồi cúc gì này, có cúc gì em quên hoài đó nha. Có cúc này bông đẹp lắm mà mỗi lần quay là quên. Đây cúc Vạn Phúc nè cả nhà. Cúc Vạn Phúc và cúc Hương tất cả đều là 40.000 đồng cây. Và cái cây của nó cả nhà mình thấy cái cây nè, bây giờ nó cao, nó to, nó bự như thế này nè. 40.000 đồng cây ha. Thì rất là mong cả nhà mình mua ủng hộ nhà vườn của cô Út ha. Đó. Những hàng này giờ nó tum xum xê, nó to bự chảng hết rồi. Người thằng Dảo Bạch Kim này, cũng 40.000 cây luôn. Thì cái này bên nhà vườn của cô Út coi như là bán là để thu hồi vốn thôi chứ không có lời. Hồi đó là mua cũng có nói thiệt, cả nhà mua lại của người ta là 40.000 đồng cây. Nhưng mua hồi đầu năm rồi, lúc nó lên có tầm gan à. Mà này nó lên 4 gan, nó lên 3 gan, 4 gan rồi. Như này lên 4 gan rồi, cả nhà thấy nó cao, nó bự như nè. Đó. 40.000 đồng cây cho cái này Dảo Bạch Kim. Rồi Ngọc Cẩm Thạch. Ngọc Cẩm Thạch hiện nay nó lên 5 tới 6 tấc hết đây, cũng là 40.000 đồng một cây luôn. Tất cả các cây đều bán gốc vốn ha. Đó. Cúc Thọ Hương. Cái này vẫn còn cúc Thọ Hương nha. Đó. Cũng mà tùm luôn, 40.000 thôi. Rồi bên này thì cúc Phượng Thanh Tân nè, cúc VIP nè, Dảo Thủ Đức nè, Dảo Đa Phúc, Dảo Siêu Nụ ha. Có 3 dòng dảo nè, Thủ Đức nè, Đa Phúc nè, Siêu Nụ nè, rồi Đại Lộc, là cũng là 40.000 đồng cây hết nha cả nhà. Thì ở đây có cúc VIP cũng là 40.000 nha. Thì nói chung tất cả đều 40.000. Thì cả nhà mình cứ liên hệ chỗ cô Út hỏi mình, hỏi giờ hiện tại có bao nhiêu giống, giờ mình cần cái giống nào ấy, thì cứ nhờ vườn mình tư vấn ha. Rồi như cái thằng này có gì, cúc Trân Châu. Cúc Trân Châu này cả mét rồi cả nhà. Cả mét luôn á cả nhà, cũng là 40.000 nè. Ồ quá trời luôn. Này thì về mình lấy bo một cái thì đừng nói tới ha. Không cắt đôm cái bụp là nó phun tàn ra dữ lắm. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Này hiện mét đây. Ghê hồn chưa. 40.000 đồng cây thôi. Đó. Rồi thì cũng giống thì nó cũng còn như cũ ha. Tất cả các giống như cái clip trước em quay thôi. Thì dảo thì có 3 dòng, Đa Phúc, Siêu Nụ với Thủ Đức.
Thì cây thì quấn đế như thế này hết, cả nhà mình xem thì đa phần thì 100% quấn đế hết ha. Như đào phúc nè, quấn đế đẹp luôn á chứ. Đào phúc Thủ Đức siêu nụ Đại Lộc, nó thuộc dòng giáo 40.000 cây, tất cả các dòng cúc đều 40.000 ha. Thì giờ em nhắc lại những dòng cúc nè, cúc không nhị nè, cúc vip nè, cúc tư long nè, cúc vạn phúc nè, cúc thọ hương nè, tất cả đều là 40.000. Có bên cạnh nó có cúc phượng thanh tân nữa cả nhà, thì từng làm mưa mà làm gió một thời nè, cũng 40.000 cây cho chúng ta luôn, cúc phượng thanh tân đó. Thì mọi chi tiết thì cả nhà mình liên hệ chỗ nhà vườn ha. Đây thì khu này cũng còn một số cây bự nè, số cây cúc thọ hương bự nè, từ 150 tới 250 cây thôi, giá thì rất là ok luôn ha. Này thì cũng còn một cái cây cây cúc tây thi. Tây thi là một trong những cái dòng mà mai mà cái bông cái cánh nó bự cả nhà, bóng cứ bự chảng luôn ha. Thì nó là cái cây này bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta 1.000.000 bao phí ship nè. Triệu bao phí ship ha, hoành tầm khoảng 22, cao khoảng 1m1 ha. Đây cây thì đang rất là mạnh luôn. Này thì về mình nuôi tới Tết thì mình chơi bông được à. Rồi thì chắc em cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rất là mong được sự ủng hộ cả nhà. Hôm nay nhà vườn mình giảm giá cực mạnh thì mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn tiếp tục như những cái clip trước ha. Hiện nay giá này rẻ hơn nữa. Bán nặng cho nó trống cái sân bớt, tại vì giờ thì tới cái lứa mình phải tản ra cả nhà, không có để như đầu năm mà để xích khích bán lấy giống nữa, giờ phải bung tạt cho nó ra có tàn nặng Tết nó có bông. Do đó thì bán giảm giá để chúng ta mua được cái số lượng khá khá. Rồi rất mong cả nhà ủng hộ nhà vườn ha, mua đâu cũng vậy, mua giùm nhà cô Út thì cảm ơn rất là nhiều. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha.